Rồi, VM26 màu đen. Nút chỉnh gió là mặc định nha, nó không nút chỉnh gió nha anh em, mà Ranty vẫn cầm thì nha. Thấy hàng bên Nhật chưa? Bởi nhiều người nói ủa không có nút đó, không có chỉnh gió làm sao mà có Ranty được đấy, Ranty bình thường hết chưa? Mình sao qua Nhật rồi mấy anh, đúng không? Cái Ranty nó ghê gớm chưa? Vậy thôi chứ muốn gì nữa.